cái đầu bị chân bằng tí này, chân đều này. Rồi, đây, đúng rồi. Cái này là đúng. Cắt tay vào thì cô đừng cắt cho cháu để thử xem. Không, mình phải chân đều đi này. Không, cái đầu. Nếu không đều thì có được không? Không, ý anh đưa đều vào đều thì đoạn này dụng nó đều nhưng mà hắn lại không ăn. Rất là nhanh không ăn đậu ni, hắn lại bị rách ra. Hắn phải băng đầu. Anh phải làm cho cái đoạn đều, hai đều, đều từ mép đây. Từ cái mép vào. Đúng rồi, phải đều ăn, phải đều nhau. Thì răng đây đều mà. Chứ mà đầu cao thấp là không vừa, nên chạy cho biết rất là nhanh. Hắn mới không đầu, không để được. Đầu mà không đều nó lên, đầu xuống. Do mình chỉnh tay thôi, mình bóp cái cần thế này. Còn nếu mà mình... Đây, còn cái nào được. Sau làm cái này đưa cái bóp vào đây. Mẹ bóc giữ cái chân bóp cái này ra. Dạ. Bóc từ từ thôi. Dạ. Bóc dưới à? Đó, đưa vào. Chưa ăn. Chưa ăn. Cháu có thái người đi vừa tay đi được, to quá này, đạo vẫn lấy được đều. Là được. Phần đây là đưa thẳng, lát thẳng cái nền đây này. Thì đây đẹp hơn. Đây, đoạn đây là cái đoạn góc đây là lúc nãy là hơi vát, mình đẩy lên. Đúng rồi. Đẩy lên nó sẽ bị ấy. Nó đang bị sẹo lên. Nó phải đưa thẳng lên. Như cái miếng đi nào, cháu cứ cắt lên vừa như thế này. Vừa đẹp nhất. Các đồ tầm cho cháu khoảng tầm 20 phân này. Cháu đưa các bằng mặt để nhá. Cứ đoạn đầu tiên thì cứ đưa đều 2 mét rồi được mà đều thẳng rồi được. Cái này là cái răng để đưa vào này. Đưa vào nhưng mà cứ lấy dao vào nó được này. Dao vào nó được này. Cắt đôi rồi.